I'ma go get it tonight. Diễn biến của trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia mang tới nhiều bất ngờ thú vị. Ngay phút thứ tư, tỷ số đã được mở cho các cầu thủ U22 Indonesia với pha lập công của Vikri, cầu thủ đang chơi bóng tại Ba Lan. Sau một pha lộn xộn trong vòng cấm địa của U22 Thái Lan, các cầu thủ áo đỏ cho thấy sự khát khao và chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Những pha phản công của Indonesia cho thấy được sự lợi hại và tốc độ. Những tình huống tiếp theo vẫn mang tới sóng gió cho khung thành của U22 Thái Lan. Và phải đến khoảng tới nửa sau của hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ Thái Lan mới dần tìm lại được sự bình tĩnh và làm chủ được mọi thứ trên sân. Những cơ hội đã bắt đầu. Hiệp 2 của trận đấu đã khởi đầu với sức ép liên tục thuộc về các cầu thủ Thái Lan. Họ tạo ra rất nhiều áp lực để hy vọng tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu này, một trận đấu quan trọng tại bảng B. Tuy nhiên, Indonesia đã cho thấy được sự lợi hại của mình với những pha phản công tốc độ, đặc biệt là ở những tình huống lên bóng biên của các cầu thủ chạy cánh. Rất tốc độ và thực sự lợi hại. Thái Lan đã bế tắc trong hiệp thi đấu này và họ cần phải dùng tới vũ khí là những cú dứt điểm từ xa. Và khi mà tấn công nhiều không ghi được bàn thắng thì khung thành của Thái Lan thực sự đã luôn luôn bị đặt vào tình trạng báo động trong pha đi bóng dũng mãnh của các cầu thủ áo đỏ. Và điều gì đến đã đến. Phút thứ 85 của trận đấu, Osvaldo ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho các cầu thủ Indonesia. Một chiến thắng bất ngờ nhưng quả thật là rất xứng đáng với thầy trò của huấn luyện viên Indra Syafri trong trận đấu quan trọng này.